Nếu ai đang tìm một chiếc máy xay mà đáp ứng đầy đủ các nhu cầu cơ bản thì đừng bỏ qua chiếc máy xay này nhé. Máy xay sinh tố 3 trong 1 BL-B10V2. Vì đây là phiên bản quốc tế được phân phối độc quyền tại Việt Nam nên vỏ hộp mang sắc xanh, giống tông màu sản phẩm và đi kèm là hướng dẫn sử dụng tiếng Việt và phiếu bảo hành 18 tháng. Với gam xanh cổ điển sẽ cho căn bếp thêm phần nổi bật hơn và đem lại sắc thái sang trọng. Gam màu này cũng sẽ đem lại cảm giác sạch và dễ vệ sinh hơn. Máy được trang bị 3 loại cối xay đáp ứng từng nhu cầu riêng biệt. Đi kèm máy có 3 loại lưỡi dao thiết kế khác nhau, tương ứng với từng chức năng được ghi trên từng lưỡi xay. Xay sinh tố 1 lít, xay thịt 100g, xay nghiền hạt 100g. Và 3 loại cối này đều được làm bằng nhựa AS chịu lực, dễ vệ sinh và không bám mùi. 3 loại lưỡi xay được thiết kế khác nhau đều được làm bằng inox không rỉ, bền chắc. Cối xay sinh tố có dung tích 1 lít với lưỡi xay kép 4 dao gắn liền, chuyên dùng để xay sinh tố hoa quả, rau củ, xay làm sữa hạt. Trên thân cối có chia vạch định mức rõ nét, dung tích phù hợp cho từ 2 đến 4 người. Máy có cơ chế hoạt động đơn giản với một nút ấn bật tắt. Công suất 300W của máy đáp ứng được đầy đủ các nhu cầu xay cơ bản trong gia đình. Đây là phiên bản quốc tế có trên 82 chấu phù hợp với nguồn điện Việt Nam, không cần phải sử dụng thêm các rác chuyển đúng như phiên bản nội địa. Cối xay thịt và nghiền hạt đều có dung tích 100g với các lưỡi xay kép và đơn tương ứng. Xay được các loại như tôm, thịt, cua, cá và nghiền các loại hạt khô như đậu, gạo hay các loại gia vị.